Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 5 ngày 30 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, đúng ngày này cách đây 45 năm, 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước ta, kỷ nguyên độc lập dân tộc, tự do, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh về sự kiện lịch sử trọng đại này. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hưng Yên đóng góp sức người sức của cho giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Gặp gỡ gia đình ông Hoàng Quang Huy, xã Minh Tân, huyện Phục Cừ có 6 người tham gia kháng chiến chống Mỹ được tặng huy hiệu Bác Hồ. Nhân dân thôn Chí Trung vui mừng được dỡ bỏ lệnh cách ly tập trung sau 28 ngày thực hiện. Vùng hoa Văn Giang tiêu thụ khá sau thời gian giãn cách xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 30 tháng 4 năm 2020, kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong thắng lợi đó, cùng với cả nước, tỉnh Hưng Yên đã đóng góp sức người, sức của để làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Từ năm 1955 đến khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thực hiện phong trào thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, Hưng Yên đã tích cực tham gia sản xuất, đóng góp lương thực thực phẩm để chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong đó đã đưa 89.058 người con quê hương đi chiến đấu và phục vụ cho chiến trường miền Nam. Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, tháng 4 năm 1965, tại đỉnh thôn An Vĩ, huyện Khoái Châu, tiểu đoàn Bãi Sậy 1 được thành lập để chi viện cho chiến trường miền Nam. Cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn chủ yếu là người Hưng Yên từng tham gia chống Pháp và các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang còn theo học hoặc vừa rời ghế nhà trường đều ở độ tuổi 18 đôi mươi. Trong đó có Vương Đình Cung, con trai duy nhất của đồng chí Lê Quý Quỳnh, bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, Trần Căn, con trai đồng chí Trần Quang Tạo, tỉnh đội trưởng đang học đại học cũng tình nguyện lên đường chiến đấu. Ông Dương Tăng, chiến sĩ của tiểu đoàn Bãi Sậy, ngày đó nhớ lại. Chúng tôi đi là thuộc cái tiểu đoàn Bãi Sậy của Hưng Yên, tiểu đoàn truyền thống của Hưng Yên ấy. Thì là một tiểu đoàn gồm có 500 cán bộ chiến sĩ. Chúng tôi cũng có chiến đấu một số trận, và đặc biệt là chiến đấu ở Ninh Bình thì chúng tôi bắn rơi 2 máy bay và đã được tặng thưởng huân chương chiến công. Chúng tôi chiến đấu ở trận địa Ngô Đồng, phục kích ở trận địa Ngô Đồng ở cái núi Cây Gà đấy. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Đức Chính, quê ở xã Vân Du, huyện Ân Thi, nguyên là một thợ sửa chữa nhiều loại máy Zara khác nhau. Ông tự nghiên cứu và cải tiến nhiều bộ phận thiết bị của máy có giá trị lớn phục vụ chiến đấu. Như năm 1972, ông có sáng kiến hiệu chỉnh các thiết bị đồng bộ của Zara, rút ra quy tắc thao tác ở một số máy Zara để bắt được mục tiêu B-52 ở độ xa mà trước đó không bắt được. Cả đêm cả ngày học làm thế nào để thuộc các cái nguyên lý và các cái định vị để làm thế nào mà để sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng hy sinh để cho Tổ quốc thống nhất. Tham gia chiến trường miền Nam giai đoạn năm 1955-1975. Toàn tỉnh Hưng Yên có 7.430 gia đình có 3 con nhập ngũ, 1.002 gia đình có 4 con lên đường chiến đấu và gần 200 gia đình có từ 5 đến 7 người con tham gia chống Mỹ thống nhất đất nước. Trong đó có hàng nghìn thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, những người đã hy sinh tuổi thanh xuân lên đường chiến đấu. Họ viết tiếp truyền thống anh hùng, văn hiến, mãi mãi khắc vào niềm tin, lòng tự hào về vùng đất, con người Hưng Yên. Nhiều gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ cùng tham gia vào cuộc chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hưng Yên đã thành lập các trận địa phòng không ở Tiên Lữ, Mỹ Hảo, Văn Giang, và các trận địa phòng không này luôn là nỗi khiếp sợ của kẻ thù.
Theo lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh, lực lượng vũ trang Hải Hưng đã bắn rơi 85 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái, thường xuyên đảm bảo giao thông vận tải thông suốt. Ghi nhận những đóng góp của quân dân Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đảng và Nhà nước đã phong tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể và cá nhân. Trong đó, tỉnh Hưng Yên cùng với 10 huyện, thành phố và 38 cán bộ được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng nghìn bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào mùa xuân năm 1975 là trang sử chói lọi của dân tộc, là niềm tự hào của mỗi người con, mỗi gia đình Việt Nam. Trong những ngày tháng hào hùng ấy, nhiều gia đình ở tỉnh Hưng Yên đã tích cực góp công, góp sức tham gia cách mạng. Tiêu biểu như gia đình ông Hoàng Quang Huy ở thôn Duyệt Lễ, xã Minh Tân, huyện Phù Cử là một trong 26 gia đình của tỉnh có 6 người tham gia kháng chiến chống Mỹ, vinh dự được Bác Hồ tặng thưởng huy hiệu mang tên người. Gia đình ông Hoàng Quang Huy có 8 anh em, trong đó có 6 anh em trai. Gia đình ông có truyền thống cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp, bố ông là cụ Hoàng Văn Lệ đã nuôi và che giấu cán bộ hoạt động cách mạng của tỉnh Hưng Yên. Ngôi nhà của gia đình có 2 đường hầm để làm căn cứ tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng. Tuổi thơ gắn liền với hoạt động cách mạng, khi lớn lên, đất nước lại một lần nữa lâm vào chiến tranh trước sự xâm lược của đế quốc Mỹ. Lần lượt 6 anh em trai ông Huy đều tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn giành lại nền tự do, hòa bình, độc lập cho dân tộc. Chúng tôi chỉ thấy phấn khởi vui mừng thôi, mà chúng tôi chỉ muốn theo cách mạng, muốn đi là đi chứ không có ngại khó khăn gian khổ gì. Ngày 15 tháng 3 năm 1969, gia đình ông Huy vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu Bác Hồ vì có công nuôi dưỡng cán bộ, gia đình có 6 người cùng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Giờ đây anh em ông, những người chiến sĩ dũng cảm năm xưa, nay đã lớn tuổi, mắt đã mờ đi, tay chân không còn nhanh nhẹn, nhưng chiếc huy hiệu với hình ảnh Bác Hồ vẫn được gìn giữ như một kỷ vật thiêng liêng, là nguồn động viên quý báu cho các thế hệ sau này. Đi qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thì gia đình nhà tôi vinh dự đã được Bác Hồ tặng huy hiệu Bác Hồ, thì chúng tôi cũng thấy điều đó là một cái điều rất vinh dự cho gia đình. Trong xây dựng nông thôn mới, phát huy cái truyền thống của gia đình, con cháu của cụ rất là tích cực tham gia ủng hộ các cái quỹ với số tiền rất cao, và là một trong những gia đình mà có cái ủng hộ vào xây dựng cái khu di tích kháng chiến Chùa Sậy là hàng trăm triệu đồng. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những dấu ấn, những đóng góp của các gia đình quân và dân Hưng Yên như gia đình ông Huy đã góp phần làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mãi là khúc ca khải hoàn, trang sử vẻ vang của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, sau 28 ngày cách ly y tế do có bệnh nhân số 219 dương tính với COVID-19 và 8 giờ sáng nay, thôn Trí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã chính thức được dỡ lệnh cách ly y tế, chấm dứt gần một tháng bị phong tỏa. Gần 7 giờ sáng, còn hơn 1 giờ đồng hồ nữa mới đến thời khắc các hàng rào cách ly được tháo dỡ. Nhưng tại nhà văn hóa thôn Trí Trung và các chốt chặn của lực lượng chức năng, đông đảo người dân trong thôn đã tập trung về để đón nhận quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh xóa lệnh cách ly sau 28 ngày nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đúng 8 giờ, khi những dãy hàng rào cách ly được tháo dỡ, cũng là lúc niềm vui của mọi người dân Trí Trung vỡ òa. Bên cạnh những nụ cười hạnh phúc, còn có cả những giọt nước mắt xúc động. Họ vui mừng vì bước đầu đã chiến thắng được dịch bệnh. Toàn thôn không có ai bị nhiễm bệnh. Tất cả trường hợp F1, F2 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Mới đầu là nghe thấy tin dịch là rất hoang mang. Thế nhưng mà dần dần rồi nhà nước mới lại cán bộ cho chúng tôi biết chính sách hay thế này, cho nên chúng tôi sướng lắm.
Bây giờ là nhân dân chúng tôi là chiến thắng đại dịch Covid. Rất lòng, rất phấn khởi là có hai kỷ niệm. Một kỷ niệm 30 tháng 4 chiến thắng đế quốc Mỹ và kỷ niệm thứ hai là 30 tháng 4 Chí Trung chiến thắng Covid. Sau 28 ngày được cách ly ấy, bây giờ là ngày đầu tiên em được ra ngoài là em được về quê thăm bố mẹ. Còn thăm người nhà người ta đi. Em thấy rất vui ạ. Dân chúng tôi rất phấn khởi. Cái phấn khởi thứ nhất là sao? Được nhà nước quan tâm cho cách ly để đảm bảo được cái bệnh được. Cái thứ hai nữa là lúc này được dỡ rào, tức là dân đã phấn khởi đó là mình đã giữ được, hoàn thành được cái trách nhiệm của người công dân. Nhân dân chúng tôi rất phấn khởi và phải nói là rất cảm ơn sự lãnh đạo của trên, quan tâm của các cấp và các doanh nghiệp, các nhân dân trong xã và ngoại xã đã giúp đỡ nhân dân chúng tôi về tinh thần và vật chất, cho nên trong thời gian cách ly vừa rồi á là rất đảm bảo nhân dân thực hiện đúng cái quy định của nhà nước và đến nay là đã hoàn thành. Đến giờ phút này thì nhân dân là rất vui mừng, rất cảm. Huyện Văn Lâm đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, y tế vẫn tiếp tục duy trì tổ công tác thường trực tại thôn để phối hợp với chính quyền chủ động nắm tình hình, rà soát, sẵn sàng xử lý khi phát hiện người dân có dấu hiệu của bệnh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân chủ động phòng bệnh, không chủ quan lơ là mà phải tuyệt đối tuân thủ việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 12 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Chúng tôi xác định đây là thành công bước đầu. Còn để tiếp tục cái việc này ấy, là chúng tôi đã bám sát chỉ đạo, tuyên truyền vận động người dân sẽ tiếp tục tự cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày nữa. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, sau gần một tháng thực hiện nghiêm túc cách ly y tế, hôm nay gần 1.600 người dân thôn Chí Trung bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Sau những nỗ lực cố gắng và cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự tuân thủ của người dân về phòng chống dịch COVID-19. Để tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, người dân phải tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội, thực hiện phương án phòng chống dịch bệnh theo hướng lâu dài, đảm bảo mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Ngày 29 tháng 4, tại cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức bàn giao 90 công dân sau 14 ngày cách ly tập trung. Thực hiện nhiệm vụ cách ly những công dân trở về nước, ngày 15 tháng 4, Trung đoàn 126 đã phối hợp với lực lượng y tế của tỉnh tổ chức tiếp nhận 90 công dân trở về từ nước Anh. Các công dân này chủ yếu là du học sinh thuộc 22 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong quá trình cách ly, các công dân đều được khai báo y tế, tổ chức đo thân nhiệt ngày 2 lần. Công tác phun khử trùng, vệ sinh khu cách ly được thực hiện nền nếp. Các công dân được bố trí, ăn ở đầy đủ, phục vụ chu đáo, bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết. Sau 2 lần xét nghiệm, 90 công dân đều có sức khỏe tốt, kết quả 100% đều âm tính. Không có công dân nào có biểu hiện ho, sốt, phải chuyển tuyến điều trị. Tại buổi bàn giao, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly phòng bệnh COVID-19 và quà của tỉnh cho các công dân, đồng thời yêu cầu công dân tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe, tự cách ly thêm 14 ngày tại gia đình. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, nhất là công tác cấp cứu, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Hưng Yên đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong ngành thực hiện nghiêm công tác y tế, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể là các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh phải phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong các ngày nghỉ, đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Các đơn vị khám chữa bệnh đảm bảo tốt công tác thu dung cấp cứu 24/24 giờ, không để bệnh nhân phải chờ đợi. Ngoài việc duy trì trực cấp cứu nội viện, các cơ sở y tế bố trí các kiếp trực ngoại viện sẵn sàng hỗ trợ khi có nhiều bệnh nhân nhập viện cùng lúc. Các đội hiến máu tình nguyện được phân công lịch trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi phải cho máu người bệnh trong quá trình cấp cứu khẩn. Tăng cường hệ thống giám sát, phát hiện dịch bệnh chặt chẽ tại cộng đồng, không để dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là dịch bệnh tiêu chảy cấp, các dịch bệnh lây qua đường hô hấp, tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm. Đến thời điểm này, các cái vị trí lịch trực cũng đã được chuẩn bị và được phân công rõ ràng. Phương tiện trang thiết bị y tế cũng đã vào vị trí và các phương tiện phòng hộ thì cũng đã được trang bị đầy đủ. Và các cái vật tư dịch truyền thì cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ. Hiện tại thì các bộ phận kiểm tra thì cũng đã trong điều kiện trong tư thế là sẵn sàng.
Không chỉ bệnh viện tuyến tỉnh mà các bệnh viện tuyến huyện cũng đang thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ. Các cán bộ y tế tận tâm đang làm việc với phương châm duy trì và nâng cao hơn tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, đồng thời tăng cường công tác phòng dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác. Bên cạnh đó, đảm bảo tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ quan đơn vị. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, trong bối cảnh cả nước vẫn đang tập trung để phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận tại thành phố Hưng Yên, mọi sinh hoạt của người dân diễn ra gần như bình thường, lượng người tham gia giao thông đã đông hơn. Tại khu vực Hồ Bán Nguyệt và các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố, mọi năm vào kỳ nghỉ lễ, số lượng người đến vui chơi rất đông. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số lượng người dân đến đây đã giảm khoảng 60% so với những kỳ nghỉ lễ trước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người không đảm bảo khoảng cách tiếp xúc, không đeo khẩu trang, tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Tại một số tuyến đường phố như Nguyễn Văn Linh, Trần Quang Khải, Trần Quốc Toản, nơi tập trung nhiều cửa hàng ăn sáng, cà phê vẫn luôn đông đúc và khá nhộn nhịp. Nhiều cửa hàng không bố trí được bàn ghế để có khoảng cách theo quy định trong phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp. Vì vậy, người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 12 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân tuyệt đối không được chủ quan với dịch bệnh, không tập trung đông người, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách theo quy định. Sau thời gian giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19, hiện thị trường hoa Văn Giang đã khởi sắc trở lại. Theo các nhà vườn chuyên trồng hoa ở hai xã Xuân Quan và Phụng Công, huyện Văn Giang, thì từ vài ngày nay, khách hàng đến tìm mua hoa đã bắt đầu đông trở lại. Thời điểm này, khách mua lẻ chưa nhiều, mà chủ yếu là các lái buôn đến mua với số lượng lớn để vận chuyển đi nơi khác và các khách hàng đến tìm đặt mua các loại hoa, cây cảnh, trồng trang trí cho các công trình lớn. Tuy chưa tấp nập như trước, nhưng đây thực sự là tín hiệu vui cho những người sản xuất hoa. Hiện các nhà vườn đang tập trung chăm sóc, trồng đa dạng chủng loại, phục vụ khách đến tham quan, chiêm ngưỡng và mua trong dịp ngày lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Trong bối cảnh dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, thì Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã chủ động liên kết tìm đầu ra để tiêu thụ sản phẩm, chung tay cùng nông dân tại địa phương tháo gỡ những khó khăn. Gia đình ông Lê Văn Sành, thôn Mỹ Hạ, xã Yên Phú vừa thu hoạch hơn 5 sào rau cải và hiện đang xới đất để tiếp tục trồng lứa tiếp theo. Nếu như trước kia gia đình ông mang rau bán ở chợ chỉ thu lãi được từ 1 triệu đến 2 triệu đồng một sào, thì nay nhờ liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Yên Phú, tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, thu nhập của gia đình đã tăng lên gấp đôi so với trước. Thời gian vừa qua là cái dịch Covid đấy thì là bà con chúng tôi là cũng sợ không bao tiêu được, nhưng có hội rau sạch của hợp tác xã để đã bao tiêu chúng tôi, giá thành từ trước đến sau đều ổn định cho thị trường và bao tiêu cho chúng tôi đầu ra, bà con chúng tôi là rất yên tâm. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Yên Phú hiện có trên 250 thành viên trồng rau với diện tích trên 40 hectare. Ngoài việc hướng dẫn nông dân trồng theo quy trình Việt Gáp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hợp tác xã còn đứng ra bao tiêu sản phẩm giúp các hộ yên tâm sản xuất, không lo về đầu ra và có thu nhập ổn định. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, một số nông sản đã ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng việc sản xuất và tiêu thụ rau của hợp tác xã Yên Phú vẫn thuận lợi. Trung bình một tháng, hợp tác xã xuất bán trên 300 tấn rau củ quả các loại cho các siêu thị, nhà hàng trong tỉnh và tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, cho doanh thu đạt trên 1,2 tỷ đồng, tăng tới hơn 30% so với cùng kỳ năm 2019. Trong cái thời gian xảy ra dịch COVID-19, chúng tôi đã cam kết với bà con nông dân tiêu thụ được hết sản phẩm 100% và bà con nông dân yên tâm sản xuất. Đối với các siêu thị thì đặt hàng vẫn thế, và cái giá cả thì chúng tôi vẫn giữ nguyên với trong cái thời gian dịch và trước khi dịch và sau khi dịch. Ngoài ra những cái trường hợp mà các bà con nông dân trong xã Yên Phú mà gặp khó khăn về cái sản phẩm mà không có đầu ra cho sản phẩm thì chúng tôi vẫn thu mua, cái hộ đó là phải đảm bảo cái quy trình sản xuất theo của chúng tôi, chúng tôi là tiêu thụ cho bà con nông dân theo cái giá cả mà ổn định.
Huyện Phù Cừ vừa hoàn thành đầu tư 12 tỷ đồng xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng với tổng chiều dài trên 10 km. Từ tháng 10 năm 2019, huyện Phù Cừ triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường tỉnh 386, đoạn từ cầu Quán Bầu, xã Tống Phan, tới khu di tích lịch sử Cây Đa và Đền La Tiến, xã Nguyên Hòa, và đoạn từ Lưỡi A tới ngã 5 Đỉnh Cao, có tổng chiều dài gần 10 km. Tổng mức đầu tư cho công trình là trên 12 tỷ đồng. Hệ thống chiếu sáng công cộng góp phần giúp huyện Phù Cừ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, chỉnh trang diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, công trình hoàn thành đúng dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đã tạo sự phấn khởi trong nhân dân. Nhằm cấp điện an toàn, những năm gần đây, Điện lực Ân Thi đã đầu tư trạm biến áp và thay dây dẫn chống quá tải tại nhiều khu dân cư nằm xa trung tâm, cải thiện chất lượng điện và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng. Trên địa bàn huyện có 251 trạm biến áp với tổng công suất trên 64.000 kV/A, phục vụ cấp điện cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn huyện Ân Thi, và các tuyến đường dây gồm 206 km đường dây 35 kV, 42 km đường dây 22 kV, trên 412 km đường dây 0,4 kV là đường dây phục vụ dân sinh. Hệ thống điện cao thế, trung thế, hạ thế liên xã trên địa bàn huyện vận hành cung cấp điện liên tục, chất lượng an toàn, đạt yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu sử dụng điện của người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Được biết, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Điện lực Ân Thi đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng nâng cấp lưới điện trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.